Em xin chào thầy và các bạn. Em tên là Trần Phương Thanh và em đến từ lớp y học cổ truyền K45. Em xin được trình bày về tác dụng của yoga đối với đời sống tình dục. Đầu tiên, ta hãy cùng tìm hiểu yoga là gì. Yoga là tên gọi của một phương pháp luyện tập bắt nguồn từ Ấn Độ. Tính đến nay, tuổi thọ của bộ môn này đã lên tới 5.000 năm. Nhắc đến yoga, người ta nghĩ ngay tới những tư thế động tác uốn éo kỳ lạ. Nhưng thực chất yoga sẽ bao gồm những tư thế, bài tập giúp người tập cải thiện cả về thể chất, sức khỏe lẫn tinh thần. Ngoài ra, yoga còn giúp ích rất nhiều cho đời sống tình dục. Kết quả của một cuộc nghiên cứu đăng trên tạp chí The Journal of Sexual Medicine cho thấy phụ nữ từ 22 đến 55 tuổi đã cải thiện đời sống tình dục sau 3 tháng luyện tập yoga. 20% trong số người tham gia khảo sát cho biết cảm thấy hưng phấn hơn. Việc yêu theo những tư thế truyền thống đôi khi tạo ra sự nhàm chán. Áp dụng những tư thế luyện tập trong yoga trong quan hệ có thể kích thích sự mới lạ và thú vị. Còn về nam giới, bài tập này giúp kiểm soát việc co bóp bàng quang. Cơ quan này nhạy cảm trong việc chăn gói. Khi nam giới tập trung năng lượng trong hoạt động tình dục, họ có thể kéo dài thời gian lên đỉnh. Ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về những lợi ích của yoga đối với chuyện chăn gói. Sự dẻo dai, một số động tác yoga dành riêng cho các vùng hông, xương, háng giúp tăng cường sự dẻo dai cho những khu vực vốn khá nhạy cảm. Tuần hoàn máu tốt, khi mức huyết áp giảm bớt, máu lưu thông đến phần dưới của cơ thể nhanh và dễ dàng hơn. Cơ mô cục, các bài tập yoga giúp luyện tập phần cơ thường bị bỏ sót này. Nếu chúng được tập luyện tốt, bạn sẽ gia tăng cảm xúc cũng như một sự xuất quân mạnh mẽ. Thêm tư thế, thêm khoái cảm, yoga tác động đến các cơ nằm ở khu xương chậu, giúp hệ co thắt nhanh và mạnh hơn, kích thích cơn cực khoái kéo dài hơn. Kiểm soát và điều hòa nhịp thở, thở đúng sẽ giúp chúng ta tăng cường cảm xúc trong chuyện chăn gói. Đối với yoga đơn thì vậy, còn yoga đôi thì sao? Ta hãy cùng tìm hiểu về yoga đôi. Yoga đôi là gì? Yoga đôi là loại yoga dành cho những cặp vợ chồng, tình nhân, mẹ con, bạn bè, anh chị em. Mục đích của yoga đôi là làm sâu sắc và mở rộng khả năng luyện tập yoga của bạn theo nhiều cách khác nhau. Tư thế yoga đôi lúc chủ yếu thực hiện bằng cách tăng thêm các nút chống đẩy, cơ bắp có thể thư giãn trong khi người đối diện giúp chân tay bạn giữ nguyên tư thế. Lợi ích của yoga đôi: tăng cường sự giao tiếp và tin tưởng. Để tạo ra sự ăn ý khi thực hiện các bài tập yoga đôi, bạn cần phải tin tưởng tuyệt đối vào người bạn tập của mình, cũng như phải liên tục giao tiếp bằng lời nói và ngôn ngữ hình thể, giảm lo lắng và căng thẳng. Nếu yoga truyền thống được mệnh danh là một liều thuốc thần kỳ để giảm lo âu, thì yoga đôi còn làm được nhiều điều hơn như thế. Các chuyên gia cho biết việc bạn nắm tay với bạn tập đem đến phản ứng thần kinh mạnh mẽ. Do đó, yoga đôi có thể giúp giảm thiểu hệ thần kinh đối với stress, tạo khoảnh khắc chia sẻ. Yoga đôi không chỉ đơn giản là một người làm trụ đỡ cho bạn người kia bay lên. Yoga đôi là sự cho đi và nhận lại. Học cách buông bỏ. Khi tập yoga đôi, bạn sẽ dần học được học cách buông bỏ, giải tỏa căng thẳng, dễ tận hưởng cuộc sống thay vì suy nghĩ quá nhiều khiến tâm trí trở nên mệt mỏi. Ngoài ra, tăng sự hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Khi tập yoga đôi, các cặp đôi phải hoàn toàn ăn khớp trong từng chuyển động, tương trợ lẫn nhau, duy trì sự cân bằng và sự tập trung trong mỗi tư thế, nên cả hai sẽ cảm nhận được sự hấp dẫn, cuốn hút của nhau, cải thiện sự thân mật và đời sống tình dục. Một nghiên cứu từ hệ thống y tế Đại học Loyola, Mỹ cho thấy tập yoga đôi có thể mang lại rất lớn cho các cặp vợ chồng đang phải vật lộn với chứng vô cảm.